Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Chiến binh Sao Vàng, nơi cập nhật và phân tích chuyên sâu tin tức thể thao nổi bật trong nước và quốc tế. Thành Nhã báo tin không vui cho huấn luyện viên Mai Đức Chung trước trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ. Thưa quý vị, thông tin từ VFF cho hay trong buổi tập sáng nay ngày 21 tháng 7 của đội tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã nhân tố sở hữu tốc độ tốt và đóng vai trò quan trọng trong thế trận phòng ngự phản công được huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng đã vắng mặt vì bị cảm cúm. Trong khi đó, chân sút chủ lực Phạm Hải Yến và tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân đã bình phục chấn thương gặp phải trong buổi tập gần đây và ra sân trở lại sát cánh cùng các đồng đội. Thời tiết sáng nay ở New Zealand có mưa, lạnh với nhiệt độ từ 8 đến 10 độ C, nhưng các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tỏ ra vô cùng tập trung, hoàn thành tốt giáo án được ban huấn luyện đề ra. Chia sẻ với báo chí về sức khỏe của Thanh Nhã, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết, ban huấn luyện cùng các bác sĩ đã và đang cố gắng để đội tuyển nữ Việt Nam có sức khỏe tốt nhất. Đội sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt về nhân sự trong trường hợp Thanh Nhã không thể ra sân. Quan trọng là toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Mỹ. Phương án khả dĩ nhất thế chỗ Thanh Nhã trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam chính là Tuyết Dung. Bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến đã thi đấu bên cạnh nhau nhiều năm và sự ăn ý của họ rất có thể sẽ tạo nên đột biến. Ý chí, sự đoàn kết và đặc biệt là tinh thần phụ nữ Việt Nam sẽ được đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện trước đội tuyển nữ Mỹ. Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup và là một cột mốc lịch sử. Vậy nên, toàn đội sẽ chơi hết sức mình. Dù cho kết quả thế nào thì tôi tin nỗ lực của toàn đội sẽ đem đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Trước đội tuyển nữ Mỹ được đánh giá ở một đẳng cấp cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam rất nhiều, Tuyết Dung bày tỏ thêm về đấu pháp được huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị cho đội. Trong những buổi tập đã qua, ban huấn luyện đã tập trung rèn tình huống cố định, tập trung phòng ngự, chống bóng bổng. Chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh nên đội cần tập trung lực lượng phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai ngày 22 tháng 7 giờ Việt Nam. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Mỹ trên sân vận động Eden Park. Toàn bộ 64 trận thuộc vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam kênh 7, các kênh VTV Cáp, kênh HTV Thể thao, kênh K Cộng trên hạ tầng TV 360, VTV Cáp, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K Cộng, VTC Digital để phục vụ người hâm mộ cả nước.